Cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố của phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Hà trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin điều tra ban đầu, Hà đã có vợ và hai con ở tỉnh Gia Lai. Năm 2019, Hà đến huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước làm thuê và có tình cảm yêu đương, sống chung như vợ chồng với con gái nạn nhân. Khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 1, sau khi ăn nhậu say, Hà tìm đến phòng trọ của nạn nhân, lấy một chiếc đũa khống chế đâm vào cổ nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Hà lấy một chiếc điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở cổ. Sau khi tiếp nhận thông tin từ công an thị xã Chơn Thành về việc đối tượng gây án đang bỏ trốn đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, 8 giờ sáng ngày 2 tháng 1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố của phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Hà tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột và bàn giao cho Công an thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước xử lý theo thẩm quyền.